xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video liên quan đến cái bộ bài. Thì video này sẽ là nghịch với hai cái bộ bài này. Hai bộ bài hạn nguyên nha. Ok. Hai bộ bài nguyên. Thì tí nữa cái trò của mình nghịch với bài là gì thì tí các bạn sẽ biết. What? Đây nhá, đây chính là một bộ bài của chúng ta nhá. Hạn nguyên. Ấn vào nhá. Giờ mình sẽ bóc thử một bộ. Mình xem thằng này có bao nhiêu quân. Nếu mà một bộ bài không thì bình thường là sẽ có 52 quân này và hai cái quân Joker này. What? Tất cả nếu mà tính cả hai con này nó còn là 54 quân. Thì cái trò này của mình sẽ là mình sẽ dùng tất cả cái bài này. Hai bộ này thì tất cả 54 thì gọi là hơn 100 thì mình cứ gọi cho là 100 nhé. 100 con bài này mình sẽ phi lần từng con một chứ mình không phi tất, hoặc là mình sẽ ở video này mình sẽ không cắt đoạn, và có thể thì mình chỉ tua nhanh thôi. Hôm nay mình sẽ quay hết từ đầu, mình phi từng con một. Okay. Phi hết lên cây nhá, xem thế nào. Ok. Thôi, có lẽ là vào việc luôn. Ok. Giờ bắt đầu nhá. Bỏ cái này sang bên, phi cái này. Nó chủ yếu nó rụng hết xuống dưới này các bạn ạ. Thank you.
em xem nhé. Một vài con ở trên đấy. Này, trên dưới sân này. Nó rụng hết xuống dưới sân. Nó rụng hết xuống dưới sân này. Bay lung tung luôn. Ok. Ok, giờ phí luôn nha. Mọi người có thể thấy này, nó rơi từ trên cây xuống mà nó rụng hết xuống sân này. Đấy, có thằng cún con với mấy bà đang ngồi kìa. Ở đây là một số lá bài còn ở trên cây, còn lại thì đa số là nó rụng hết xuống dưới rồi đấy. Rất là nhiều luôn, ok.
Ok, giờ kết thúc video. Phi hơn 100 con bài, rất là đau tay các bạn. Mình cứ lia lia này, đau cơ. Đây, mình còn đã mình xuống mình nhặt 2 con bài với cả 2 cái hộp để làm cái phần kết thúc video. Okay. Thì đây là một cái trò chơi rất là vui khi mà cố để lia bài đi cây, lia bài ăn cây. Không hết rồi, mình quay rồi đấy. Yeah. Một phần thì nó nê được trên cây nhưng mà một phần thì khi nê nó lại rụng xuống dưới, nên là với mình quay ở dưới sân ấy, nó rụng hết xuống sân, nó chỉ còn vài con nó mắc ở bên trên đấy thôi, chúng nó rụng xuống hết mà. Nên là mình cố để phi lên trên cây để cho nó đỗ trên đấy nhưng mà nó không đỗ được, nó lại rụng xuống nên mình đẹp mà thôi không sao. Yeah, cũng là một cái trò nghịch, thoáng ra một số cái video giải trí cho mọi người cũng theo dõi và ủng hộ mình. Thì video kết thúc ở đây. Thì cái video này thì mình cũng chỉ mua 2 bộ bài trị giá khoảng 10.000. 10.000 cũng là tiền đúng không? Thì nó cũng là tiền. Là video phi bài. Sắp tới định làm cái video thả diều nữa, hôm nào xem gió to nữa. Còn ăn uống thì sẽ làm. Đợt này thì mình đang được rất là vinh dự được nằm trong cái danh sách xét chờ duyệt kiếm tiền. Nhưng mà không biết là bao giờ tiền nó mới về. Không biết là bao giờ tiền nó mới về được đấy. Mong tất cả các bạn ủng hộ mình nhiều nữa bằng cách đăng ký kênh, like video và chia sẻ để cho mọi người biết đấy. Thì mọi người vào xem nhiều thì mình cũng có động lực làm video hơn, chứ cũng ít để xem quá. Ok, thì kết thúc video. Ok, xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video.